Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi một số tin tức ngắn từ cộng đồng Pi. Đầu tiên chúng ta hãy xem đây là những chai rượu vang cao cấp mang thương hiệu Vingroup tại Trung Quốc. Thông tin tiếp theo là một tin vui được chia sẻ trong cộng đồng Vingroup Trung Quốc. Thông tin này là một niềm vui cho tất cả những pioneer người Trung Quốc và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ cộng đồng Pi trên toàn cầu. Đây là giấy phép của Vingroup đã được cấp phép tại Trung Quốc để Vingroup hoạt động. Dự án Vingroup đã nhận được giấy phép tại Trung Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chuyển khoản điện tử, thanh toán tài chính thương mại, tài chính tương hỗ, đầu tư định giá tiền tệ, bảo lãnh tài chính, dịch vụ bảo lãnh, quản lý thác, rút tiền ATM. Điều này cũng tạo ra tiền đề cho việc mở mạng chính vào cuối năm 2024. Với việc đăng ký này cũng sẽ tương tự ở các quốc gia khác để đảm bảo tuân thủ pháp luật và đã có rất nhiều điều kiện để sẵn sàng mainnet mở vào năm 2024. Thưa quý vị, cộng đồng Vingroup tại Trung Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ và tạo ra một sức ảnh hưởng đáng kể. Sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng đã tạo nên một sự lan tỏa mạnh mẽ về thông tin và kiến thức về mạng Pi tại quốc gia này và thậm chí nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, những người tiên phong đã tổ chức những hội nghị rất lớn tại đất nước này. Cộng đồng Vingroup Trung Quốc đã có công rất lớn khi đạt 100% biểu quyết về đồng thuận giá trị toàn cầu GCV 314.159 đô la. Các quan chức chính phủ, tướng lĩnh, doanh nghiệp, thương gia đều có mặt để cổ vũ lan tỏa về dự án mạng Pi trong các hội nghị Web 3 Blockchain tại đất nước Trung Quốc. Như vậy chúng ta thấy tinh thần của người Trung Quốc rất mạnh mẽ để ủng hộ mạng Pi tiến tới mạng mở với giá trị GCV 314.159. Thưa quý vị, đây là một thông tin được chia sẻ. Một hãng mô tô lớn nhất tại Trung Quốc vừa tung ra hàng loạt mẫu mới với đa dạng chủng loại để quảng cáo. Toàn bộ sản phẩm được thanh toán bằng Vingroup với giá trị là GCV 314.159. Một hãng xe mang thương hiệu Pi. Hiện tại người Trung Quốc đang làm mọi thứ để có thể đẩy nhanh tiến độ tiến tới mạng mở của Vingroup. Rất nhiều cửa hàng đại lý tại Trung Quốc đang chấp nhận Vingroup. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng một loại tiền tệ toàn cầu mới sắp sửa được ra đời và được chấp nhận trên toàn thế giới. Trung Quốc luôn là nơi ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với đồng tiền Pi. Ngoài Trung Quốc ra, còn có Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia là những đất nước hoạt động rất mạnh mẽ về phong trào GCV 314.159 và họ đang hưởng ứng rất mạnh mẽ với dấu hiệu. Và họ đang hưởng ứng rất mạnh mẽ đối với giá trị GCV toàn cầu. Có vẻ như
các thương gia, cùng người dân, cùng tất cả những người tiên phong ở đây đều mong muốn có một giá trị tốt toàn cầu là 314-159. Vâng, còn đây là một trang trại khai thác pi. Có lẽ cũng là của người Trung Quốc. Với vài trăm chiếc điện thoại như thế này, họ đã tạo ra những trang trại để khai thác pi. Không hiểu là những tài khoản này có thực sự chính chủ hay không, hay là họ nhân bản. Nếu thực sự là nhân bản thì đây là một câu chuyện đáng buồn. Những tài khoản này rồi sẽ bị loại bỏ, xóa sổ hoặc là khóa vĩnh viễn. Còn đây là hình ảnh của những pioneer Việt Nam. Những hình ảnh trên cho chúng ta thấy cộng đồng Pi Việt Nam cũng khá lớn mạnh và ủng hộ mạnh mẽ đối với mạng Pi. Tại Việt Nam đã tổ chức rất nhiều những hội nghị để giao lưu, kết nối, lan tỏa và truyền bá kiến thức về mạng Pi rất mạnh mẽ từ Nam ra Bắc. Và phong trào hưởng ứng đồng thuận giá trị GCV cũng rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Một số thương gia, một số nhà cung cấp đã chấp nhận với giá trị GCV. Một thẩm mỹ viện đã chấp nhận thanh toán bằng Pi ở Trung Quốc. Chúng ta thấy họ đã treo logo Pi Đế Quốc. Sự nhiệt tình cho sự đồng thuận ở Trung Quốc đã thắp lại hy vọng cho vô số thợ mỏ đã dừng lại giữa chừng. Điều này rất giống với Bitcoin trong năm 2011 đến 2013. Nhiều người đã chọn cách từ bỏ vào thời điểm đó. Và họ đã hối tiếc. Và nhiều người tiên phong của Pi Đế Quốc đã quay lại để đào Pi. Vì họ đã nhận ra rằng giá trị của Pi là rất to lớn sau khi mainnet mở. Đối với cộng đồng Pi Trung Quốc, họ chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng và họ là niềm hứng khởi cho tất cả những người tiên phong trên toàn cầu và cộng đồng Pi toàn cầu. Đây là một chiếc xe theo cộng đồng chia sẻ rằng nó đã được đổi bằng Pi Đế Quốc tại Trung Quốc. Có lẽ là một chiếc xe sản xuất và thương hiệu của Trung Quốc. Và người chủ xe đã sẵn sàng để trao đổi cho những người tiên phong. Các hội nghị thường xuyên diễn ra và các giao dịch đã xảy ra rất nhiều tại đất nước Trung Quốc. Tại thành phố Trường Đức, Hồ Nam, Trung Quốc, hành trình buổi sáng là xem xe tại cửa hàng Mercedes-Benz 4S và ký hợp đồng. Còn hành trình buổi chiều là xem nhà đất tại công viên trung tâm Poly. Đây là điều thật tuyệt vời. Ngày nay, gần đến mainnet mở, thì có rất nhiều các công ty cung cấp ô tô đã xuất hiện chấp nhận Picoin và thậm chí cả các công ty bất động sản đã chấp nhận Picoin tại Trung Quốc.